Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Mình là Tin. Thì hôm nay Tin sẽ nói về chủ đề xe máy. Tin sẽ nói về chiếc xe SH, nhưng mà không phải chiếc SH 2020, mà là nói về chiếc SH 2019, phiên bản đẹp nhất của SH 2019. Và tại thời điểm này đây là hai chiếc SH 2019 cuối cùng ha, cuối cùng trên thị trường huyện Châu Thành, tỉnh Long An nha. Rồi cùng chiêm ngưỡng nha. Đây là hai chiếc SH 2019 màu đen nhám phiên bản 150 ABS bên tay trái và 150 CBS bên tay phải. Đây là hai con trâu nước có thể đánh giá là đẹp nhất của dòng xe SH 2019 nha. Màu đen nhám nha. Các bạn có thể thấy cực kỳ đẹp luôn. Cái điều bất ngờ bây giờ hiện tại giá thị trường của hai chiếc xe này nó cao hơn là SH 150 ABS phiên bản 2020 luôn các bạn nha. Hiện tại giá chiếc xe này là cao hơn tới 5-6 triệu so với SH 2020 ABS 150 luôn nha. Các bạn có thể thấy nè, cái yên tiêu chỉ rất là đẹp luôn nha. Tin không khen hay chê so sánh SH 2019 và 2020 nha các bạn nha. Mỗi người có một quan điểm nha. Còn ở đây cái cốp rất là đẹp luôn nha. À, cực kỳ đẹp. Quan trọng là tại thời điểm này nó sốc một điều là giá chiếc xe này, Tin đang nói chiếc xe này thôi nha, so với 2020 lại mắc hơn cùng phiên bản nha. Thì các bạn có coi clip này thì nhớ comment bên dưới giải thích giúp Tin nha. Tin cũng không hiểu nổi luôn. À, các bạn thấy mặt đồng hồ không? Rất là đẹp luôn nha. Rồi ok, các bạn nào mà có nhu cầu mà mua SH 2019, có đam mê SH 2019 150 ABS hoặc CBS, đây chiếc này là chiếc ABS nha, thì cứ liên hệ ở dưới nha, dưới liên hệ vào Facebook của Tin, thì Tin sẽ báo cho các bạn cái giá và là địa chỉ của cửa hàng để các bạn liên hệ nha. Thì cái xe này là tại Honda Đông Phương, đối diện chợ Tầm Du thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cực kỳ hot luôn nha các bạn, hàng hiếm nha. Giờ các bạn mà kiếm trên thị trường mà cặp xe rin như thế này là cũng hơi bị hiếm nha. Honda Đông Phương là phải nhập từ ngoài Bắc vào đó, nhập đã đời từ ngoài Bắc vào mới được hai chiếc xe này đó nha. Cực kỳ hiếm luôn ha. Có thể ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An là không có chiếc thứ hai đâu nha. Rồi, tôi nói một lần nữa, mọi chi tiết về giá cả thì cứ liên hệ ở bên dưới nha. Và comment giúp Tin thôi, vì sao chiếc 2019 này là mắc hơn chiếc 2020 hiện tại bây giờ nha các bạn. Nếu thích clip của Tin nhớ đăng ký để theo dõi, đăng tin gửi cho các bạn những thông tin mới nhất của Honda nha. Bye bye các bạn. Đã xem clip vừa rồi của Tin nha. Nếu anh em thích kênh của Tin thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký. Tiếp theo hãy nhấn chuông này thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của Tin ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Tin vào tìm kiếm của YouTube, anh em sẽ tìm được kênh của Tin ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của Tin nhé.